Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm, Hòa Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật. Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông, Tịnh Không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc quy tay. Phần 10, lễ thứ 9. Nhất tâm quán lễ Cực Lạc thế giới, giáo chủ bổn tôn Ư Bỉ cao tòa, uy đức nguy nguy, tướng hảo quang minh, nhất thiết cảnh giới, vô bất chiếu kiến, như hoàng kim sơn, xuất ư hải diện, kỳ trung vạn vật, tức giai ẩn tế, duy kiến Phật quang, minh diệu hiển hách, hữu quang vô số thanh văn Bồ Tát cung kính vi diệu. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xưng ba lần một lạy. Đoạn này chính là trong kinh Vô Lượng Thọ. Một đoạn này là Phật đã nói hết đạo lý Phật A Di Đà làm sao thành tựu, lại nói chúng sanh ở thế giới này của chúng ta khổ ra làm sao, như thế nào, nhiều lần khuyên răn. Sau đó thì Phật hỏi A Nan rằng: ông muốn nhìn thấy thế giới Cực Lạc không? Nếu ông muốn nhìn thấy thì ông lễ bái đi. A Nan bèn nghe lời, liền lễ bái. Ngài khấu đầu xuống, không ngờ vừa ngẩng đầu thì thế giới Cực Lạc hiện tiền rồi. Do đó mọi người cứ luôn nói thế giới Cực Lạc này, chư vị đều nói thế giới Cực Lạc. Ai đã nhìn thấy? Chư vị có thể nói họ biết bao nhiêu người nhìn thấy? Ngay chốc lát này thì là 20.000 người, chính là người thế giới này của chúng ta. Người cha mẹ đã sanh ra 20.000, hòa thượng là 12.000 nha, cư sĩ nam 7.000, 19.000, tỳ kheo ni 500, cư sĩ nữ 500, tròn 20.000 người. 20.000 người đều đích thân thấy, còn có rất nhiều nhân phi nhân vân vân, còn có Bồ Tát phương khác đến vô lượng vô biên. Số đó chúng ta không quan tâm, chúng ta nói người trên địa cầu chính mắt nhìn thấy là 20.000. Còn có kinh khác, Quán Kinh là 500, Phu Nhân, Vi Đề Hy, Quốc Vương, Hoàng Thái Hậu và Cung Nữ 500 người cũng là chính mắt thấy. Còn có hai bộ kinh đều là chính mắt nhìn thấy. Kinh này chính là một ghi chép chính mắt nhìn thấy. Sau khi A Nan bái xuống, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy A Di Đà Phật như hoàng kim sơn cao xuất hải diện đấy. Đại chúng không những nhìn thấy A Di Đà Phật mà còn nghe thấy, chúng ta cũng nhìn thấy thế giới Phật ở mười phương nha, và lại đồng thời nghe thấy thế giới Phật ở mười phương đang tán thán A Di Đà Phật. Vì thế những việc này đều là chứng minh mà. Bây giờ người chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy đấy, nhìn thấy Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, đại chúng, Phật A Di Đà đang nói pháp nơi đó, bên đó nhìn thấy chúng ta cũng là như vậy. Nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp, có đại chúng quay quanh. Phật Thích Ca Mâu Ni lúc bấy giờ đang giảng Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Hai cõi nước thì cách nhau nhất tuần địa, chính là tám thước như vậy. Thiên nhãn thanh tịnh nhất, cách tám thước thấy nhau, thế là rõ ràng biết mấy. Chúng ta nhìn khắp xứ, khắp nơi đều là Phật quang. Tất cả nhạc cụ đã tự tấu nhạc nha. Vì thế sự việc này chính là, chư vị nói Napoleon có hay không có chứ? Chư vị chưa nhìn thấy có Napoleon hay không chứ? Thế chư vị nói có hả? Có người nhìn thấy rồi, vậy không giống sao? Chư vị nói không có thế giới Cực Lạc, chỗ này có 20.000 người đã nhìn thấy. Giáo chủ bổn tôn của thế giới Cực Lạc, giáo chủ của chúng ta chính là Phật A Di Đà, chính là bổn tôn của chúng ta, mật tông nha, chính là chư vị tu pháp của một vị Phật Bồ Tát nào,
thì vị Phật Bồ Tát đó gọi là bổn tôn của chư vị, cũng chính là bổn thể chư tôn của chư vị đấy, bổn tôn. Phật A Di Đà ư bỉ cao tọa, ở trên tọa cao đấy niệm công nói với mấy vị cư sĩ trước mặt. Bức tượng Phật đó, tượng vẽ chính là cao tòa, đã khai quang cho chư vị xong rồi. Ba người chư vị đều tốt cả. Bức tượng Phật đó là ba, bốn người họ hợp tác nâng bức tượng này. Tôi ở trên bàn vẽ cho họ. Y đức nghi nghi nha, y đức của Phật đấy, trang nghiêm thanh tịnh. Nghi nghi là rất cao quý, rất vĩ đại. Tướng hảo quang minh, Phật có tam thập nhị tướng, bát thập tùy hảo. Do đó chúng ta luôn xưng tán tướng hảo là do như vậy đấy. Phật có 32 tướng đặc thù tốt đẹp, mỗi một tướng có rất nhiều vẻ đẹp. Phật có bát thập tùy hình hảo, vì thế đầy đủ nhất thiết tướng, nhất thiết hảo. Và lại quang minh vô lượng nha, hiện ánh sáng sắc vàng đấy, nhất thiết cảnh giới vô bất chiếu kiến. Do điều kiện của Phật quang, tất cả cảnh giới này của chúng ta đều chiếu rõ ràng. Phật thì giống như một ngọn núi mà một khối hoàng kim làm thể. Bởi vì Phật phóng ánh sáng sắc vàng mà sanh ra trong biển lớn, kỳ trung vạn vật, giai tức ẩn tế. Trong rất nhiều đồ vật, tất cả ánh sáng của Bồ Tát, ánh sáng của Thanh Văn, những ánh sáng ấy vân vân đều nhìn không thấy. Nguyệt minh tinh hy nha, khi mặt trăng rực rỡ, ngôi sao thì thấy được ít. Ngôi sao không phải không có, là trong ánh sáng nhìn không thấy. Do ánh sáng của mặt trăng thịnh mà, ở đây cũng như vậy. Do vì ánh sáng của Phật A-di-đà rất thịnh mà, vì thế ánh sáng khác đều nhìn không thấy rồi, chỉ thấy ánh sáng của Phật thôi. Minh diệu hiển hách, minh là trong sáng, diệu là chói lọi, cho nên quang diệu hiển là nổi bật, hách là có lực, có sức mạnh lắm. Lúc này ánh sáng của Phật hiển hiện, ánh sáng sắc vàng. Và lại ở bên cạnh Phật có vô số Thanh Văn Bồ Tát cung kính quay quanh. A-di-đà Phật, chỗ này thì chúng ta tùy văn tác quan, thì cũng như lúc này chúng ta giống như A-nan vậy. Chúng ta lúc khấu đầu thì Phật ứng hiện ở trước mặt chúng ta, bao nhiêu là Bồ Tát quay quanh. Chúng ta xưng Nam Mô A Di Đà Phật như vậy, bái xuống như vậy, kiểu ấn chứng này là thù thắng vô cùng. Do đó một đoạn này đây đã đem kinh Vô Lượng Thọ, còn có trong kinh điển Tịnh Độ khác, rất nhiều điều quan trọng lắm đều tập hợp vào cả. Phật làm thế nào thế? Ở đây nói chúng ta biết rồi. Phật A Di Đà bấy giờ sau khi nghe pháp thì xuất gia, thì phát đại nguyện. Quá trình Phật A Di Đà thành Phật, nguyện thành tựu thù thắng của Phật, cho nên do văn tự này không nhiều, thế thì nguyện thành tựu đã xuất hiện ở thế giới Cực Lạc, quốc độ thành tựu hiện ở Tây Phương. Pháp thân Phật ở chỗ này, pháp thân Phật là cảnh giới pháp thân cực khó hiểu. Chúng ta thật sự thành Phật là thành tựu pháp thân Phật. Do đó câu nói trong kinh Kim Cang là pháp thân cảnh giới đấy. Nếu không mọi người đã cảm thấy hai quyển kinh này mâu thuẫn sao? Kinh Kim Cang nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phật A Di Đà ở đây dạy chúng ta cúng tượng Phật A Di Đà vẫn là Tây Phương Tam Thánh. Vậy hư vọng ư? Sẽ cảm thấy hai quyển kinh này đã bắt đầu mâu thuẫn rồi. Ở đây không mâu thuẫn, chúng ta ngày nay nói đều là tướng của báo thân nha. Pháp thân thì ly những tướng này rồi. Do đó kinh Kim Cang là vô cùng thấu triệt nha, là chỉ ra cảnh giới pháp thân cho chúng ta đấy. Vì thế phàm kiến nhất thiết sở hữu chi tướng giai thị hư vọng, chẳng hề phải là không vô, là nói chư vị thấy cái tướng này mà không còn cái khái niệm của tướng, không vì cái tướng này mà chuyển. Đã thấy cái tướng này, nó cũng không trở thành tướng. Không phải căn bản không có tướng, không có tướng không thể nào. Nhược kiến chư pháp, chư vị đã thấy tướng. Nhược kiến chư tướng, vẫn là có tướng mà.
Diên Nhi Phi Tướng. Vì thế quyển sách đó của lão hòa thượng Quảng Khâm, tôi tán thưởng một câu nói của ngài: ngài quả thực chính xác, do công phu nhập định hơn 40 ngày. Ngài đã từng niệm Phật niệm được hơn 90 ngày, tiếng Phật hiệu không dứt. Đến được nhất tâm mà, sự nhất tâm đấy, vừa mới sơ nhập đến sự nhất tâm đấy. Việc này không khó có, rất hy hữu. Nhưng với cái công phu định lực và niệm Phật này của ngài, cái thiền này của ngài vượt qua một vị pháp sư khác rất có tên tuổi thời bấy giờ. Lúc đó vị pháp sư đó đàm đạo với ngài lão hòa thượng Quảng Khâm: không bằng ngài nha, rất rõ ràng nha. Lúc đó vị pháp sư nói: nếu có động đất, núi lửa vân vân, tôi sẽ đi tu pháp, những việc đó đều không còn nữa. Lão hòa thượng Quảng Khâm nói rất hay: chỗ chúng tôi đây, tất cả những việc này đều không có. Mà vị pháp sư kia cũng là người thông minh nha. Sau mấy năm lại gặp lão hòa thượng, vị ấy nói: bây giờ tôi tất cả cũng đã không còn nữa. Vị pháp sư ấy nghe hiểu lời của lão hòa thượng Quảng Khâm đã nói trước cao hơn vị ấy đấy, cho nên vị ấy nói: tôi tất cả cũng đã không còn nữa. Lão hòa thượng đáp rằng: tôi vẫn ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ. Niệm công nói đến chỗ này lớn tiếng cười sảng khoái: vì thế những vấn đề này có thể nhìn nhá, trong thiền chỗ này có thể nói hợp lý nhất, chứ vị trình độ kiểu gì, vừa trình bày thì khoe ra ngay, chứ vị xem đánh cờ đó. Cờ nếu chiêu đầu tiên đã tay chân vụng về, sau đó thì thường hay bị động thôi, thường là phải cứu giúp thôi, giống như uống rượu vậy nha. Tửu lượng của chư vị không lớn, người khác vẫn chưa say thì chư vị đã say rồi, thiền cũng là như vậy. Câu này rất hay. Còn có một câu nói hay nhất là như vậy: một người hỏi ngài, hỏi lão hòa thượng Quảng Khâm: chúng con xem ra chúng con nên học lão hòa thượng tĩnh tọa trọn ngày thôi. Ngài lão hòa thượng nói: tôi nghe ông nói, tôi mới biết tôi là đang tĩnh tọa. Câu nói này rất tuyệt. Vì vậy ngài không có những tướng này. Ngài không phải không có ngồi thiền, nhưng không có tướng của ngồi thiền. Nói ông không nói tôi không biết, ông nói tôi mới biết. Câu nói này hết sức tuyệt vời. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Mà Như Lai này chư vị thấy gì? Tất cả đã hễ có tướng đều là hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Cái tướng này thì không phải có tướng có thể thấy tướng đấy. Do đó tức kiến Như Lai đều được thấy là pháp thân Như Lai. Chúng ta vãng sanh xa xa vẫn không thể thấy được pháp thân Như Lai đâu. Cho nên cho dù nói trước hết Phật đến tiếp dẫn là ứng hóa thân, chư vị nếu đến được thật báo trang nghiêm độ mới có thể nhìn thấy báo thân nha. Thân thể cao 60 muôn ức na do tha hằng hà xa do tuần như vậy. 60 muôn ức na do tha hằng hà, nhiều hằng hà như thế, các nhiều như thế, mà các nhiều như vậy vẫn phải nhân thêm một do tuần ít nhất 40 dặm đất. Chư vị nói tôn Phật này to lớn bao nhiêu, báo thân to lớn bao nhiêu. Mắt của chúng ta có thể nhìn bao xa, đầu sợi lông tơ chúng ta đã nhìn không thấy nha. Cho nên chư vị bất khả kiến, do đó vãng sanh cũng thấy không được. Thế càng không cần nói pháp thân nữa. Vì thế kinh ở đây không mâu thuẫn. Kinh Kim Cang nói rất cao: pháp thân cảnh giới, thiền tông là trực xu pháp thân. Chỗ không giống với điều này, nhưng chúng sanh rất khó nha. Chư vị tu đến Phạm Thánh Đồng Cư Độ trước rồi, đi đến đó thấy pháp thân mà. Việc này vẫn đều do người người có phần.
nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy ghê, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai, thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam